Xe 88 xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2019 thì hôm nay hàng Titer xe đạp đua, xe đạp cuộc, xe đạp Titer T10 cũng như Titer T10 Pro, Titer Sliper, C4 đã về với xuất xe 88. Thì hiện tại thì nhân viên xuất xe 88 đang tiến hành đó là nắp chiếc Titer Sliper bọc đóng thùng cho bác Hải ở Phú Yên. Còn hiện tại thì em sẽ đi review cho các bác những chiếc mẫu Titer xe đua mà số 88 vừa hàng vừa về, để các bác ở xa có thể biết được mẫu mã nào đang mới về, có thể nhanh tay đặt xe, vì số 88 đang có chương trình sale cực sốc tầng 619, đang hạ giá cực sốc, hạ giảm giá so với giá niêm yết 4-5 triệu, có những chiếc giảm đến 7-8 triệu. Thì em sẽ review cho các bác từng chiếc một để các bác biết được những chiếc nào hàng đang về. Ok, thì đây là chiếc đầu tiên, đó là chiếc Titer Sliper 2.0 màu đen tuyền, thì đã có được khách ở Văn Quán Hà Đông Hà Nội đặt rồi, thì em đã lắp đầy đủ bê đan các thứ, để tí anh ấy sẽ qua lấy. Còn đây là chiếc Titer T10, Titer T10 Pro bản Roup R7000 màu bạc, có bác ở trong miền trong đặt. Còn đây là chiếc Titer Sliper 2.0 màu đen đỏ. Thì bác Hải ở Phú Yên trước đã đặt một chiếc Titer V10 Pro đen đỏ rồi. Hôm nay bác đặt tiếp chiếc Titer Sliper 2.0 đen đỏ. Thì bây giờ bên em đang lắp kiểm tra cấu hình cấu tạo ạ. Thì đang kiểm tra kỹ thuật cho bác đấy và đóng thùng gửi đi. Còn đây là chiếc Titer T10 Full Shimano 105, Full Shimano Ultra các bác nhá. Xin lỗi các bác. Full Shimano Ultra R7000. Đây là màu đen, màu tím bà, tím vàng chanh, rất là đẹp. Đây là bản Full Shimano Ultra R8000. Còn đây là những chiếc đua Titer mà số 88 vừa kiểm hàng xong. Ồ, trên này là bóng bọc ở đây các bạn. Đây là chiếc Titer T10 Pro bản R7000 22 tốc size 46. Đây là màu đen, đây là màu tím. Để em kéo lên xem nào. À, đây là màu đen các bạn, màu đen xanh tím. Em tiếp theo này, ta sẽ lên tiếp với chiếc này là chiếc Titer T10 màu xanh dương các bạn nhé. Đây toàn bộ xe đua, đem về rất là nhiều luôn, hàng hóa rất là nhiều, về ngập nhà. Đây là chiếc Titer T10 Pro màu vàng chanh các bác này. Hôm nay thì hàng bắt đầu về màu vàng chanh các bác nhé, T10 Pro màu vàng chanh. Đây là chiếc Titer, đây là chiếc Titer T10. Để em sang bên kia xem cái mã thùng. Đây là chiếc Titer T10 bản R7000. Đây là màu, đây cũng là màu đen các bạn. Thế hầu như là toàn Titer T10 thôi, thì khách đặt rất là nhiều. Trong đó có 3 chiếc thì khách đặt từ trước đã lấy rồi, nên em hôm nay đã làm kiểm tra kỹ thuật cũng như là đóng hàng gửi đi. Thì các bạn nào có cầu mua xe đạp đua, xe đạp Titer thì alo trực tiếp hotline 0933 522 186 để được đặt hàng cũng như được tư vấn về dòng xe các bạn yêu thích, hoặc truy cập trực tiếp website xe đạp 88.vn để biết thông tin chi tiết về các dòng xe số 88 đang có. Hoặc các bác sẽ comment ngay dưới video để cần số 88 review dòng sản phẩm nào thì comment dưới video, hoặc là đóng góp ý kiến của mình để số 88 review những sản phẩm sau tốt hơn. Cảm ơn các bác đã xem video.